kết sổ ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, luôn đứng đầu trong top những món ăn cay nhất thế giới. Đó là lẩu Tứ Xuyên. Món ăn này sẽ khiến thực khách siêu lòng bởi sự đa dạng của nguyên liệu, gia vị, cầu kỳ trong cách chế biến để dậy lên hương vị hấp dẫn và đặc sắc. Hội tụ biết bao cái ngon: thịt bò không xương thượng hạng, dạ bò, tim heo, thịt lõi cổ bò và rong biển cuộn xíu mại. Cách chế biến như sau: trải đều giò sống lên rong biển, cho thêm thanh cua vào giữa rồi cuộn tròn lại. Nước lẩu gồm hỗn hợp xuyên tiêu, bạch đậu khấu và các loại ớt. Thêm nước cốt lẩu Tứ Xuyên. Cho tất cả vào nồi nước đang sôi. Cho thêm đậu hũ chiên, da heo ngâm nở và giá sống. Một nồi nước lẩu sôi ụp. Sắc lẩu rực rỡ, vị cay thơm nồng tê tê đầu lưỡi. Đồ nhúng ăn kèm cũng rất là thượng hạng. Nhúng sương sương miếng thịt bò là có thể ăn tái rồi đây. Cho những phần đồ ăn vào nồi lẩu. Vậy là có ngay một nồi lẩu trọn vẹn, chất như nước cất luôn rồi. Quá là xứng đáng. Hai đội nhớ lăn xả, bung lụa tới bến nha.